ngày 5 tháng 1 năm 2018, tại Bảo tàng Hà Nội, đã diễn ra hội nghị triển khai công tác ngành văn hóa và thể thao Hà Nội năm 2018. Tổng kết năm 2017 vừa qua, năm thành phố Hà Nội chọn là năm kỷ cương hành chính. Ngành văn hóa và thể thao Hà Nội tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, phát động các phong trào thi đua yêu nước. Công tác quản lý nhà nước đạt được những kết quả tích cực trong công tác quản lý di sản, quản lý văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao, thanh tra, kiểm tra. Sở Văn hóa và Thể thao đã cùng với các ban ngành thủ đô tổ chức thành công các lễ kỷ niệm cấp quốc gia chào mừng ngày lễ lớn của đất nước và thủ đô trong năm 2017. 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 100 năm cách mạng tháng 10 Nga, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Thể thao Hà Nội tham gia SEA Games 29, đạt nhiều thành tích xuất sắc, tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 9. Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2017, ngành văn hóa và thể thao nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2018. Đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, nâng cao đời sống vật chất, thể chất tinh thần cho nhân dân, chung sức xây dựng thủ đô Hà Nội xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại.